Mặt nước trong xanh, không gian tĩnh lặng, khung cảnh yên bình đẹp đến nao lòng này chính là Bún Bình Thiên. Được mệnh danh là hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây, Bún Bình Thiên nằm trong địa phận 4 xã Khánh An, Khánh Bình, Nhân Hội, Quốc Thái của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nghe đến tên Bún Bình Thiên làm người ta nghĩ ngay đến ý nghĩa của nó. Theo cách lý giải phổ biến thì trong tiếng địa phương, bún có nghĩa là đầm, là hồ. Bình là do mặt nước trong bún lúc nào cũng êm ả. Còn thiên có nghĩa là trời, xuất phát từ truyền thuyết dân gian về sự ra đời của hồ nước này. Nên Bún Bình Thiên có nghĩa là hồ nước yên bình do trời ban. Đây là nơi cung cấp nước sinh hoạt và là nơi diễn ra hoạt động khai thác thủy sản của người dân ở vùng bốn, đặc biệt là dân tộc Chăm. Bún Bình Thiên còn nổi tiếng với làng Chăm Nhân Hội bởi bề dày lịch sử khoảng trăm năm và những nét văn hóa truyền thống độc đáo của nơi này. Bạn sẽ dễ dàng ấn tượng khi bắt gặp thánh đường Magis Korea với kiến trúc đặc sắc, hay những cô gái Chăm xinh đẹp trong trang phục truyền thống và những em nhỏ hồn nhiên, vui vẻ, tươi cười. Nước không chân sao gọi nước đứng, cá không thờ sao gọi cá linh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cá linh là một loại cá rất đổi quen thuộc và gắn liền với người dân Nam Bộ cứ mỗi mùa nước nổi tràn về. Nhưng mà những năm trở lại đây thì loại cá này đã dần trở nên ít hơn nè và khan hiếm hơn. Ngày hôm nay thì Ngọc Tú đang có mặt tại huyện đầu nguồn An Phú của tỉnh An Giang để cùng tìm hiểu xem là lượng cá linh năm nay thì như thế nào. Và ngày hôm nay Ngọc Tú sẽ không đi một mình đâu, bởi vì đồng hành cùng với Ngọc Tú đã có chú Út là một người dân địa phương ở đây. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân Ngọc Tú nha. Hôm nay thì nó thấy nhỏ hơn năm mươi rồi, khoảng nước thức ngoài đó. À, ít hơn luôn. Ít hơn. Dạ. Vậy thì cá đi kèm theo chắc là cũng không được nhiều chứ hả? Nước nhỏ thì cá ít hơn nước lớn rồi đó. Dạ. Nếu như vậy thì mùa này thì mình giăng lưới thì mình phải chọn những cái địa điểm như thế nào để mình có thể bắt được nhiều cá hả chú? Để gì mà giăng cặp theo bờ á, dạ. cặp theo mớ bún này nè. Dạ. Cá nó nhiều hơn là giăng ngăn sông. Dạ. Cá giờ cũng ít cá dân cái này mà là cũng ngày cũng kiếm chừng là ký 2 ký dữ lắm rồi. Đây là lưới mình dân cá linh là lưới gì chú? Chưa là lưới này, lưới có một phân mấy, 2 phân là chưa được, lưới là 2,5 phân nữa. Dạ. Là bắt loại cá linh như thế này. Rồi cá linh non đó. Dạ. Mấy giờ thì mình bắt đầu dân lưới hả chú? Thường hai buổi tối thì giờ khoảng 5 giờ mình bủa. Dạ. 5 giờ mình bủa khoảng 9-10 giờ mình thăm một lần. Dạ. Thăm lần cái mà bỏ đó thôi, dành buổi sáng thì khoảng 4 giờ sáng mình bủa là cá dính nhiều hơn. Ở đây ngoại trừ giăng lưới thì đánh bắt cá ra thì còn cái cách nào để mà mình có thể bắt được cái loại cá nữa không chú? Giăng lưới giăng lưới hay chài lưới bắt cá linh là hoạt động diễn ra thường xuyên và được yêu thích vào mùa nước nổi.
Năm nay nước từ thượng nguồn về ít nên cá cũng không nhiều. Nhưng việc được nhìn thấy những con cá linh còn tươi ngon mơn mởn đang ngoe ngoảy trong lưới như thế này thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui rồi. Sau một buổi trải nghiệm với nghề hạ bạc thì đây là thành quả của Ngọc Tú. Cái loài cá linh non này thì phải nói là làm món gì cũng ngon, từ khô mặn, khô mắm cho đến nhúng giấm. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Tú sẽ thưởng thức những cái món ăn đặc sắc hơn nữa. Đó là nấu cá linh non cùng với trái bứa và làm cá linh chiên giòn. Bây giờ thì chúng ta cùng tiến hành nhé. Trong lúc chờ nước sôi thì bây giờ Ngọc Tú sẽ chuyển qua làm món cá linh chiên giòn. Để làm món ăn này rất đơn giản, chỉ cần cá linh để nguyên con, làm sạch ruột, sơ chế sạch sẽ, rồi trộn chung với bột đã nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó bắt bếp lên, chờ dầu nóng già thì cho cá linh vào chiên. Chỉ vậy thôi là đã có một món ăn ngon tuyệt. Bứa là một loại trái rừng có nhiều ở An Phú, trông giống như là trái táo, đặc ruột, có muối và vị chua. Đây được xem như là một loại gia vị giúp cho món cá linh nâng lên hàng mỹ vị. Khi nước sôi, bứa đổi màu thì vớt ra. Dằm trái bứa để lấy nước cốt tạo vị chua độc đáo cho món ăn. Qua cùng với đó thêm một chút gia vị cho vừa ăn, rồi nếm lại nồi nước dùng cho thật ngon. Sau đó cho vào nồi một chút đo đỏ của bó rau muống đồng vừa hái ngoài hồ, một chút xanh xanh của đậu bắp. Rồi khi nước sôi lên thì cho cá linh non vào. Vì loại cá này rất nhát lửa nên khi nấu thì không nên để lâu, cá sẽ bị nát. Cuối cùng thì phủ một màu vàng tươi của bông điên điển là đã có ngay bữa cơm đồng quê ngon thôi rồi.
món cá linh non mà đem nấu với bứa này thì sự khi ăn vào có một cái cảm giác rất là đặc biệt. Một chút béo béo của cá linh nè, thịt thì rất là mềm và rất là ngọt. Kết hợp với đó, phải nói là linh hồn của món ăn này chính là hương vị của trái bứa, thanh thanh, chua chua mà lại dịu dịu nữa. Cá linh non mà kết hợp với trái bứa thì phải nói là đây là một cặp trời sinh. Nếu có dịp về với An Giang thì bạn hãy nhớ là ghé bún Bình Thiên vào mùa nước nổi nhé. Bởi vì đến đây thì bạn sẽ được thưởng thức bầu không khí trong lành nè, được ngắm hồ nước yên bình do trời ban và được trải nghiệm cái ngày hạ bạc cùng với bà con nơi đây. Và đặc biệt là thưởng thức những món đặc sản mà khi ăn một lần rồi bạn sẽ nhớ da diết đó.